giới thiệu khui thùng cái con này là Lenovo Flex 6. Con này dùng chip là Quad-Core i5 thế hệ thứ 8, 8250U, RAM 8GB. Con này dùng cặp rời GeForce MX130. Đấy. SSD là 256, màn hình 14 inch Full HD. Đấy, con này là xoay gập 2:1. Đấy, con này là màu đen nhé. Con này là màu sắc của nó là Onyx Black, màu đen. Con này là nhập nguyên chiếc từ Mỹ về. Con này là Lenovo. Trang nhã lịch sự không? Con này có màu bên trong, màu lồng súng. Bên trong thì nó vẫn màu lồng súng, nhưng bên ngoài của nó là có màu black. Bỏ con này xước kim loại này. Đấy, Lenovo Flex 4 này. Con này là Fast Charge này. Option Lenovo Active Pen. Thế là cái Active Pen là option cũng có. Còn xoay gập 360 độ. Đấy, giới thiệu nhanh với các cổng của nó nhé. Con này đeo cổng HDMI này, cổng USB là cổng Thunderbolt này, coi như đầy đủ hết các cổng bây giờ. Tai nghe, một số con thì nó thiếu HDMI, con thì thiếu Thunderbolt, con này đầy đủ hết cả USB luôn. Cái thằng này nó thiết kế rất là nó nhiều khi nó có con thì chắc chắn ba loại này, này thường thường là thiếu một loại này, đầy đủ hết này, HDMI này, USB này và Thunderbolt này, ba cái cổng này. Bên này một cổng USB nữa đấy, và thẻ đọc thẻ nhớ này. Con này rút nguồn này, bít này, đây là khe khóa, đấy rất là mỏng. Con này là nặng 1 cân 66, xoay cả 360 cực kỳ lịch sự, rất là đẹp. Rồi, xin chào các bạn.